Các bạn biết cây vượt gì đây không ạ? Atrox 100ZZ. Hôm nay các bạn biết làm gì rồi đấy. Bắt đầu thôi. Bạn ơi, 100ZZ bạn phẫu thuật luôn cho tôi cái. Cắt luôn. Như các bạn đã thấy trên bàn đây là một cây 100ZZ sau khi đã được phẫu thuật xong. Chúng ta cũng đi tìm hiểu xem có gì khác biệt các bạn nhé. Đầu tiên chúng ta vẫn về cái khung vợt. Cái khung vợt khi mình cắt ra thì mình vẫn thấy giống như cây Asaver 11 Pro. Vẫn có một lớp xốp chống rung Solid Fuel Core. Và cái phần carbon ở khung vợt mình thấy nó sẽ có dày hơn, dày dặn hơn của cái cây ARC 11 Pro các bạn nhé. Dày dặn hơn. Tiếp theo về phần chữ T của cây vợt. Khi cắt ra chúng ta vẫn có một cái khớp chữ T bằng nhựa đặc biệt để chống xoắn. Đó, như các bạn thấy đây. Không có gì khác biệt với cây Asaver 11 Pro. Như các bạn cũng đã biết là cây 100ZZ có một cái đũa rất là cứng, tức là siêu cứng. Vì sao lại cứng như vậy? Vì khi tôi cắt ra, đũa của 100ZZ là đũa đặc các bạn ạ. Đũa đặc nhá. Và có một cái lõi carbon. Có một lõi carbon đây nằm ở bên trong cái đũa như thế này. Tiếp theo chúng ta đi về phần chóp cán cầm. Thì cây 100ZZ vẫn cho chúng ta là một cái phần chóp EBK Plus từ đời đầu, rất là đẹp. Nhưng mà mình thấy nó chỉ là nhựa thôi, giống như Asaver 11 Pro. Nó cũng không có gì đặc biệt cả. Cuối cùng chúng ta đi về phần cán cầm. Thì ở đây mình đã có cái cán cầm G5 của nhà Zonex. Về phần chất liệu gỗ thì mình cũng chưa biết là gỗ gì. Và có một cái phần mạch điện này, cái như giống như cái bảng mạch điện này thì mình cũng chưa biết là nó có tác dụng gì. Cũng rất nhiều anh em hỏi, để mình sẽ liên hệ với bên phân phối tìm hiểu xem nó là gì, mình sẽ trả lời sau nhá. Thì mình thấy ở đằng phần đế cán cầm sẽ có một cái nhựa hình tròn như thế này, màu trắng ở trong. Thì cái phần nhựa này nó sẽ là cái phần để tạo nên điểm cân bằng cho cái vợt. Cuối video rồi, mình cũng cảm ơn bạn Tôn Hải với cái nickname Nào Giàu Thì Đổi Tên đã tặng mình cây 100ZZ, đã phẫu thuật cho anh em cùng tìm hiểu. Mình cũng chúc bạn sớm được đổi tên. Episode đồng hành cùng đam mê.